Rồi em nha. Đây hôm nay mới về cho các bác một siêu phẩm các bác nhá. Đấy, quần đét tam hoàng. Đấy. Em họ mi gọi là siêu đẹp luôn này các bác này. Mở vải ra là hot các bác nhá. Đây cho anh em xem. Chim quần đét luôn, tam hoàng vàng ươm cao cầu các bác nhá. Đấy, sóng bộ to đẹp anh em nhìn. Lắc lồng tắt tiểu còn hot. Chim chơi cánh chơi đuôi nhá các bác nhá. Chơi cánh đuôi xòe. Đấy, em này hót đuôi lá vả, đấu xòe to đẹp các bác nhá. Đấy. À, anh em nhìn này, chân mỏ vàng ươm. Chim chuẩn tam hoàng luôn các bác nhá. Tam hoàng bộ to. Đấy, cao cầu nhìn rất đẹp chim anh em nhìn này. Siêu phẩm luôn các bác nhá. Anh em nào mà kết thì có thể alo cho em vào số điện thoại 0978 767 689 các bác nhá. Em sẽ để số điện thoại dưới video cho các bác này, thoải mái xách tay lắp lồng các bác này. Đấy, anh em thấy đỉnh không? Có ngon nha. Mẫu chim tam hoàng quá vip luôn. Này, anh em nhìn này. Thấy chưa? Nhìn bản đuôi đẹp chưa? Trời rất tự tin luôn các bác nhé. Rất tự tin, trời tiền tay không thể sợ một tí nào. Quẩy như trong trọng luôn. Mà vẫn đứng tự tin, vẫn đứng hot. Đấy, sáng bộ của da các bác nhé. Lá vả đẹp tuyệt vời luôn các bác. Siêu vip luôn, quần đét đẹp luôn. Bản đuôi rất to đẹp các bác nhá. Em này bản nếu mà em nhìn bản đuôi này mà đấu chân được thì nó xòe bung hết thì xuất sắc luôn. Không biết mà mỏi tay các bác. Tam hoàng vàng ươm luôn các bác nhá. Này, anh nhìn. Đấy, cho anh em nhìn chân mỏ. Thấy chưa? Ta sẽ qua thấy mỏ vàng ươm chưa? Đấy, chân nha các bác nhá. Chân cao cầu này, chân khô. Đấy, chân vàng ươm. Quá chuẩn luôn các bạn. Hot siêu đỉnh luôn các bác nhá. Đầu mặt em này cũng rất là sắc nét các bác nhé. Một em chim mà đẹp ngoại hình đáng rất cho đến giọng hót thì không chê vào đâu được các bác nhé. Đấy, lắc lồng tiếp cho các bác nghe có thể thấy nhé. Đấy bộ phần của em nó này. Hơi mỏi tay một chút nhưng mà biểu diễn cho các bác xem. Đấy, anh em thấy được bộ phần và đồ vip của anh Kim Hobby này. Các bác này em treo nó ở đây nhé.
treo đây để quay cho các bác xem, chứ còn cầm như kia thì khá là mỏi tay đấy các bác nhé. Đấy, bởi vì cầm nó lắc đi lắc lại nữa. Đấy, cho các bác xem này, họa nét đẹp, nhìn phần hot tốt dễ chơi các bác nhé, họa nét quá đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn cao cầu. Đây, em xoay một chút ra đây nữa, các bác nhìn thấy rõ được cái đầu mặt nó. Đấy, anh em thấy đẹp chưa? Đấy, chân mỏ vàng ươm các bác nhé, chim chuẩn tam hoàng cho các bác luôn. Mẫu chim đẹp xuất sắc. Cao ráo các bác nhé. Em chim này thì các bác là nếu mà anh em được nhìn tận mắt như này thì không chê đâu được các bác nhé. Không biết khi quay lên thì anh em có cảm nhận được hết cái vẻ đẹp của em nó không, nhưng mà khi đứng ở ngoài anh em mình nhìn này nhé, đẹp xuất sắc luôn. Rất là ưng ý khi tuyển em chim này các bác nhé. Cho các bác xem đầu mặt nhá. Chính xác đầu mặt, luôn em xách tay các bác không nhìn rõ. Đấy, thấy chưa, con thấy chưa, mặt rất đẹp. Chân này con này, chân cô đét vừa lá vả các bác nhé, đấu xòe. Đấy, đấu chim được thì em nó chơi cánh chơi đuôi đẹp. Đấy, em xách tay trước cho các bác xem, anh em thấy độ chuẩn các bác nhé. Chơi như này nhé. Anh em mình đặt bàn uống nước, đấy, vừa chơi vừa chăm nó thì thôi. Cầm một hai con thế bón cho nó ăn, rất hay. Buổi sáng ra pha cốc cà phê, ngồi ngay chim hót thì có tuyệt vời luôn các bác nhá. Đấy, nói nhỏ cho các bác một chút là em này thì hàng VIP nên là giá cả không dành cho sinh viên các bác nhá. Anh em nào kết thì alo. Anh em nhìn này, ở chơi cánh này, càng chơi càng sung. Anh em nào mà thiện chí muốn bắt thì có thể alo cho em có điện thoại 0978 787 689 các bác nha. Anh em cứ mạnh dạn gọi điện. Đấy, kể cả các bác không mua, anh em mình tham khảo, anh em mình gọi điện nói chuyện trao đổi với nhau không sao cả. Mã số của em này là 1855. Anh em mà kết thì gọi điện alo hỏi em nhé. Em chim này thì đảm bảo các bác là đấy, anh em đam mê họ mi, không anh em nào mà nhìn những con chim như này mà không thích cả. Bởi vì quá đẹp, quá xuất sắc luôn và rất là dễ chơi các bác nhé. Này, những anh em mà mới chơi mà chưa có kinh nghiệm ấy, anh em mình chưa có chăm chim mấy ấy, những cái chim thuần như này thì rất là dễ chơi cho các bác. Anh em mới chơi mà cứ bảo mua con bọc về chăm đến khỏi hỏng ấy, thì đảm bảo các bác là sẽ hỏng vì các bác không biết chăm. Đấy, mới chơi anh em chơi qua những con thuần như này thì dễ chơi rất nhiều các bác nhá. Bạn ơi, xòe chơi cánh các bác. Rất tốt rồi, nhưng mà cầm như này thì mỏi tay các bạn, không cầm được lâu.
chào các bác nhé. Chúc anh em xem video vui vẻ. Em cho treo nó vào cho nó nghỉ ngơi, như là cầm như này thì mỏi tay lắm các bạn. Có thấy hay không? Bất chấp mọi điều luôn. Anh em thoải mái cầm sâu dế này bón non nha các bác nhá. Nó quá thuần luôn chim này. Quá thuần quá mỏ mỏ luôn. Rồi, chào anh em nha.